Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra một vụ việc gây huyên náo cả một vùng. Hàng ngàn người dân đã diễu hành quan tài một thanh niên xấu số qua đời. Vụ việc khiến cho giao thông tại đây ùn tắc một cách nghiêm trọng. Ai nấy đều xót xa cho sự ra đi của nạn nhân có qua nhiều uẩn khúc. Đồng thời là sự khó hiểu về hành động có 102 của gia đình này. Vậy cứ làm sao họ lại làm như vậy? Có phải là đang có điều gì uẩn khúc phía sau hay là do có ai đó kích động? Chi tiết sự việc sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Diễu thi hài khắp phố. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, người dân phường Hội Hợp bàng hoàng phát hiện một thi hài nam thanh niên nằm dưới con kênh nhỏ thuộc khu vực ngã tư Quán Tiên, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm thi hài và làm rõ thân nhân của nam thanh niên nói trên. Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nạn nhân được nhận định là anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986, trú tại phố Hốp, phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân đang là công nhân tại khu công nghiệp thuộc phường Khai Quang. Vụ việc trở nên căng thẳng và hỗn loạn sau khi kết luận ban đầu từ Cơ quan Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc nhận định nạn nhân qua đời do bị đuối nước, không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím lạ, hàm răng có nhiều chiếc bị gãy đáng ngờ. Theo chị Dung, vợ của nạn nhân thì gia đình chị không thỏa mãn với kết luận này của cơ quan điều tra vì cho rằng anh ấy bị tần dã man. Lúc khám nghiệm thi hài, tôi thấy người anh ấy bị tím tái từ đầu cho tới hai mạn sườn, lôi mắt, sưng môi, đầu gối chân trái còn bị một vết thương. Chị Dung cũng khẳng định là vài hôm trước khi thi hài anh Tuấn Anh được phát hiện, gia đình cũng đã tìm kiếm tại địa phận cống nước nói trên, nhưng không phát hiện thi hài nạn nhân. Chính vì vậy, chị Dung cùng gia đình nghi ngờ có người sát hại anh Tuấn Anh ở một địa điểm khác rồi đem giấu thi hài ở đây. Vậy nên, ngay trong chiều ngày 17 tháng 3, toàn bộ gia đình nạn nhân đã đưa quan tài nạn nhân tới gần trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sự việc trở nên hỗn loạn khi có tới hàng nghìn người dân hiếu kỳ cùng theo gia đình nạn nhân diễu hành trên đường, toàn bộ khu vực giáp bưu điện tỉnh, giao thông bị tắc nghẽn. Để trấn an sự bất bình của dư luận trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an đã nhanh chóng điều tra lại về hiện trường và thi hài nạn nhân. Về kết quả khám nghiệm thi hài, ngày 1 tháng 4, Viện Khoa học Hình sự đã có kết luận pháp y về nguyên nhân sự qua đời của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. Theo đó, nạn nhân qua đời do ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái. Trong phụ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp, nhưng chi tiết kết quả khám nghiệm đơn vị này không cung cấp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Sơn, bác ruột của nạn nhân, người có mặt trong hai lần khám nghiệm cho biết, biên bản khám nghiệm thi hài lần này có một số điều khác với lần trước. Chẳng hạn, biên bản lần 2 nêu phía ngoài da, phần gáy khoảng từ bả vai xuống vùng gần phổi bị bầm tím đen như có ngoại lực tác động. Còn về kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có phát hiện hung khí. Cụ thể, công an đã tìm thấy trong cống cách miệng cống khoảng 15m, nơi tìm thấy thi hài nạn nhân có một cành cây bàng và một ngọn tre. Theo nhận định, đây có thể là phương tiện gây án của các đối tượng khi truy sát nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. Thông tin gia đình cung cấp thêm, khoảng 2-3 giờ cùng ngày, 14 tháng 3, anh Tuấn Anh đi ăn đêm cùng một người em họ tên Nguyễn Văn Hiệp ở gần nhà. Do hai người thường xuyên đi chơi khuya, nên việc Tuấn Anh về muộn, gia đình cũng không để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 3, không thấy chồng về, vợ của nạn nhân đã đến nhà của Hiệp hỏi xem chồng mình đâu thì Hiệp nói không biết. 8 giờ ngày 15 tháng 3, mẹ của nạn nhân thấy chiếc xe máy của con mình dựng ở nhà mẹ đẻ của Hiệp, mới tới nhà Hiệp hỏi lần nữa thì người này mới nhận rằng Tuấn Anh khi đi chơi tối đã bị một nhóm tần nhưng không nói nặng nhẹ ra sao. Lập tức Hiệp được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai. Hiệp cho biết hôm đó đã xảy ra một cuộc gây gổ và nhóm côn đồ đã đuổi tấn công anh Tuấn Anh. Sau khi thu thập đủ chứng cứ và được người dân tố giác tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người, đồng thời tổ chức bắt tạm giam 5 nghi can gồm Nguyễn Văn Tình sinh năm 1988, Nguyễn Văn Định sinh năm 1983, cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Phùng Đắc Tú sinh năm 1994, Phùng Mạnh Tuấn sinh năm 1992, cùng Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ. Liên quan đến vụ án này, chiều ngày 19 tháng 3,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình, 16 tuổi, ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Sau đó, tên Hiệp cũng bị bắt giữ vì hành vi không tố giác tội phạm. Tất cả chỉ vì một câu nói. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng đã tường trình và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 2013, sau khi hết giờ làm việc ca chiều, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đi uống rượu cùng 8 người làm cùng công ty. Do Tuấn Anh đã uống nhiều rượu bia, nên một người trong nhóm bảo Hiệp đi xe máy và chở anh họ về. Trên đường về đến ngã tư Quán Tiên, thì Tuấn Anh rủ Hiệp đi ăn đêm. Thấy anh họ rủ đi ăn, Hiệp đã chở anh Tuấn Anh đến quán ăn đêm. Khi vào tới quán, Hiệp và anh Tuấn Anh gặp một nhóm 6 người đang ngồi uống rượu, gồm Đặng Quốc Tú, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bình. Do Hiệp quen biết Đặng Quốc Tú nên đã đến chào hỏi và mời người này rượu, nhưng bị từ chối. Thấy em họ mình bị Đặng Quốc Tú từ chối rượu nên Nguyễn Tuấn Anh liền đến hỏi: "Mày là thằng nào, sinh năm bao nhiêu, ở đâu?" Thấy Tuấn Anh hỏi, Đặng Quốc Tú trả lời: "Em tên là Tú, sinh năm 1980, quê Phú Thọ, hiện đang ở cách đây 2-3 nhà." Không dừng lại ở đó, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đi đến đầu bàn chỗ Phùng Mạnh Tuấn ngồi và nói: "Mày sinh năm 80 mà già thế." Thấy vậy, Phùng Đắc Tú và Tuấn Trọc cùng đứng dậy. Tú nói: "Mày thích tẩn nhau à?" Đồng thời Tuấn Trọc và Đặng Quốc Tú vung tay đấm Tuấn Anh. Bị tấn công, Tuấn Anh vung chạy thì Phùng Đắc Tú hô: "Đuổi tần mẹ nó đi." Còn Tuấn Trọc hô: "Tần mẹ nó đi." Bị lép vế, Tuấn Anh bỏ chạy ra đường lớn. Chạy được khoảng 10 mét, do men rượu ngấm, Tuấn Anh bị ngã nên bị Tuấn Trọc đá nạn nhân lăn quay xuống mương rồi liên tiếp xiên nạn nhân. Tử hình chủ mưu vụ quan tài diễu phố. Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, mức án tử hình về tội sát hại người. Bị cáo Tuấn là người đã đạp anh Nguyễn Tuấn Anh xuống mương nước, gián tiếp gây ra sự ra đi của nạn nhân. Liên quan đến vụ án này, bị cáo Phùng Đắc Tú, sinh năm 1994, ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và bị cáo Đặng Quốc Tú, sinh năm 1980, ngụ tại xã Văn Lùng, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ chịu mức án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1997 ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhận mức án 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1988, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nhận mức án 18 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Định, sinh năm 1983, ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, lĩnh 20 năm tù cùng về tội sát hại người. Riêng bị cáo Nguyễn Duy Hiệp, sinh năm 1986, ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, là em họ nạn nhân Tuấn Anh, nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, vụ án đã khép lại, nhóm hung thủ tàn ác đã phải chịu bản án thích đáng cho hành vi của mình. Chỉ vì câu nói giễu cợt trong cơn say mà nạn nhân đã bị nhóm hung thủ truy sát tới đường cùng một cách dã man. Vụ án chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta hãy cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói thường ngày, đặc biệt là khi say xỉn. Tới đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.